chưa một phút giây nào con được sống là chính con. Con cứ chỉ biết học, học, học và học để hài lòng cha, hài lòng mẹ. Và đến lúc đấy thì con không thể chịu được áp lực đấy nữa. Thì bạn ấy bùng nổ và bạn ấy phản hồi bằng cách là bỏ bê, phản hồi bằng cách là nổi loạn đấy. Rất nhiều cha mẹ nói rằng mất kết nối với con. Và bây giờ mình nói con không nghe lời mình nữa. Bây giờ con của mình không chia sẻ với mình nữa. Và thậm chí là bây giờ mình chưa cả nói thì con đã cãi xong rồi. Và con của mình thì cũng không có định hướng được cái tương lai. Vậy thì cái điều gì mà khiến cho cái mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách? Càng nuôi con thì càng đánh mất con. Càng nuôi con thì rồi lúc nào đó mình sẽ nói rằng ô con em bây giờ càng lớn nó càng cá tính, nó càng khó gần. Không phải vậy đâu ạ, là chúng ta chưa biết cách đây ạ. Và đây là những lý do, và chúng ta sẽ bắt đầu comment những cái lý do này nhé. Lý do đầu tiên đó là cha mẹ đã không thật sự quan tâm đến con cái nữa. Cô Linh phải nói đến lý do này. Cha mẹ đã không thật sự quan tâm nhiều đến con cái nữa. Cái quan tâm của các anh chị là quan tâm cho ăn cho uống, là quan tâm con học thầy này cô kia. Nhưng cái thứ mà cô Linh muốn nói ở đây đó là cảm xúc của con, đó là suy nghĩ của con, đó là trái tim của con. Con cảm nhận như thế nào? Chúng ta đã không còn thật sự quan tâm đến con của mình nữa. Chúng ta không quan tâm đến con nghĩ gì, con có sự lựa chọn gì, cảm xúc của con là gì. Chúng ta chỉ quan tâm đến hôm nay cho ăn trứng, 3 ngày ăn trứng liền rồi thôi không ăn nữa, ngày mai cho ăn cá, ngày mốt cho ăn lươn, ăn chạch, rồi cho ăn chim bồ câu. Chúng ta quan tâm là cho con ăn cái gì, con mặc cái gì, con học thầy cô nào. Nhưng chúng ta không quan tâm là con có thích cái thứ đấy không, con có thích ăn cái món này không, cái cảm xúc của con là gì, cái suy nghĩ của con là gì, cái sự trưởng thành về mặt tâm hồn của con là gì, cái sự hiểu biết về thế giới quan của con là gì. Mình không quan tâm đến cái thứ đấy nhiều. Biết các anh chị là cha mẹ còn nhiều việc lắm. Nhà nào bây giờ chẳng hai trụ cột gia đình. Nhà nào bây giờ cha mẹ cũng phải đi làm và rồi cố gắng kiếm thêm tiền. Cố gắng, mình vẫn còn đang còn trẻ như này, con vẫn như thế này thì mình vẫn còn dành dụm được. Nhưng mình không biết rằng nếu mình có cách thức quan tâm thì kể cả mình không ở đấy mà mình vẫn có thể quan tâm được đến con của mình. Nên cái điều cô Linh muốn nói ở đây đó chính là quan tâm về mặt cảm xúc của con. Các anh chị comment điều đấy đi ạ. Quan tâm về mặt suy nghĩ của con, quan tâm về thế giới quan của con, về cái thế giới thật sự này, quan điểm của con về cái thế giới này. Mình phải quan tâm đến bạn bè của con, quan tâm đến cách con tác động vào cái thế giới này như thế nào, cách con có mối quan hệ với các bạn như thế nào. Các anh chị comment tất cả những điều đấy đi ạ. Bởi vì chúng ta phải comment tất cả những cái điều đấy thì nó mới trở thành cái của mình. Còn nếu không, các anh chị nghe cô Linh, các anh chị thức tỉnh lúc đấy, các anh chị nghe cô Linh, các anh chị hiểu lúc đấy, nhưng sau ngày mai các anh chị lại quên, lại quay trở về con người cũ của mình, lại quay trở về cái cách sống cũ của mình. Nên là mình comment cái điều đó đi các anh chị. Mình phải quan tâm đến cái cảm xúc của con chứ. Cuộc đời này là về cảm xúc. Và tài sản lớn nhất của chúng ta là tâm hồn. Và tâm hồn thì chứa đựng cảm xúc của mình mà. Nên là nếu mình không quan tâm đến cảm xúc của con thì con không thích thì con sẽ không nói chuyện với mình. Và lâu không nói chuyện tâm sự sâu sắc với mình thì rồi con sẽ ngại làm cái điều đấy. Nên đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải để ý. Không hề để ý đến cảm xúc, suy nghĩ. Cũng như nhiều người vợ, nhiều người chồng, khi mình yêu nhau, mình rất để ý đến cảm xúc của nhau. Cô ấy thích món đồ này, cô ấy thích ăn cái này, cô ấy thích đi đến nơi này. À, anh ấy thích mình mặc bộ quần áo này, anh ấy thích ăn cái món này, anh ấy thích cái đồ như thế này. Mình cũng quan tâm đến cảm xúc của nhau nhiều lắm khi mà mình yêu nhau, đúng không ạ? Mình quan tâm đến cảm xúc của nhau, quan tâm đến cảm xúc người yêu của mình,
người yêu của mình là thích nghe loại nhạc này, người yêu của mình là thích cái kiểu như thế này cơ, người yêu của mình thích mình để tóc dài, người yêu của mình là thích mình để tóc cái màu như thế này. Nhưng mà đến lúc lấy nhau rồi thôi, kệ, đúng không? Chẳng quan tâm đến cảm xúc của nhau nữa, thằng nào thân thằng ấy lo. Kiểu là như vậy, chỉ quan tâm là kiếm được bao tiền, tháng này đưa bao nhiêu tiền. Đấy. Quên mất cái điều quan trọng nhất, đấy là quan tâm đến cảm xúc của nhau. Thì sẽ có tất cả những cái thứ kia. Thế thì chỉ quan tâm là tháng này em kiếm được bao nhiêu tiền, tháng này bao nhiêu tiền. Và rồi chồng quan tâm là gì? À sao mà cô tiêu lắm tiền thế? Ừ, thế sao mà lắm tiền thế? Sao mà mua nhiều lãng phí thế? Kiểu kiểu là như vậy. Thế là cái điều quan trọng nhất đó chính là quan tâm đến cảm xúc của nhau. Thì mình lại bỏ qua mất rồi. Bởi vì thôi lúc này chẳng cần nữa lấy rồi mà. Và có định nghĩa khác rồi. Chồng tôi rồi, vợ tôi rồi, có cái sự kỳ vọng khác rồi. Nhưng từ nay đến cuối cuộc đời, lúc nào mình cũng phải quan tâm đến cảm xúc của mình và cảm xúc của những người xung quanh, các anh chị. Cái lý do thứ hai mà khiến con cái ngày càng xa cách cha mẹ, đó chính là cha mẹ dạy con theo cách áp đặt, theo cách một chiều. Và đương nhiên mình cũng đâu quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình chỉ ra lệnh thôi, đúng không ạ? Con học cái trường này, con học thầy cô này, con học cái môn này, con làm cái điều này. Mà chúng ta không hề hỏi là con có thích cái điều đấy không? Hay là con thích cái điều gì? Con có thích cái điều đấy không? Hay là con thích cái điều gì? Trước đây khi tôi còn là giáo viên dạy toán, tôi có trung tâm dạy toán ở bên Từ Sơn. Và các anh chị biết không ạ? Lúc đấy là tôi chưa mở trung tâm ở ngoài Hà Nội. Chưa mở trung tâm dạy toán ở ngoài Hà Nội trước kia ấy. Thì có những bạn ở Bưởi quay về Từ Sơn học. Quay về tận Từ Sơn học luôn. Thế tôi mới hỏi ở xa vậy mà sao đến tận đây học cô Lanh? Và bạn ấy bảo là bởi vì em thích cô. Ô thế sao lại biết đến tôi mà lại thích tôi? Bạn ấy bảo là bởi vì sinh viên là chọn ngay nhà em rất là nhiều. Sinh viên chọn ở quanh chỗ nhà em rất là nhiều. Và khi em hỏi thì các anh chị, thực ra thì em cũng chưa cả hỏi, nhưng các anh chị cứ tự kể là có một cô dạy toán hay lắm, có một cô dạy toán thích lắm ấy, có một cô dạy toán tuyệt vời lắm. Thế và rồi em được truyền cảm hứng từ các anh chị và em lặn lội về tận đây học. Và lúc đầu bố mẹ em phản đối lắm. Bố mẹ em bảo là ở Hà Nội thiếu gì thầy cô mà phải đi xa thế học làm gì. Nhưng mà em bảo là cứ để cho con thử học cô một thời gian, nếu con không thích thì con lại về Hà Nội. Thế mà bạn ấy theo miết được 3 năm đấy, các anh chị. Vậy thì có nghĩa là gì? Khi mà con thích ý, thì con sẽ làm nó một cách tự nguyện. Còn nếu mà con không thích ý, thì con không thể làm cái điều đó một cách tự nguyện, các anh chị. Nên là cái cảm xúc nó rất là quan trọng. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta áp đặt. Bởi vì mình cứ hình dung tưởng tượng như này nhé. Mình hình dung tưởng tượng như này. Khi mà mình 24 tuổi thì mình sinh con. Và khi mà con mình 10 tuổi thì mình 34 tuổi. Khi mà con mình 15 tuổi thì mình cũng ngót nghét 40 tuổi, đúng không ạ? Và cái trải nghiệm của mình lúc mình 15 tuổi thì đã cách đây 25 năm rồi. Vậy thì chúng ta cách con đến tận mấy chục năm. Và cái trải nghiệm cuộc đời của chúng ta thì khác với trải nghiệm cuộc đời của con. Nên là những cái thứ mà mình nghĩ trước đây là tốt thì bây giờ chưa chắc đã là tốt cho con. Nó tốt với mình thôi, nhưng mà chưa chắc đã là tốt cho con. Những cái thứ mình nghĩ cách đây mình nghĩ là đúng thì bây giờ chưa chắc đã là đúng với con. Những cái thứ mà trước đây mình nghĩ là tuyệt vời, là khan hiếm thì bây giờ đối với con nó không còn là tuyệt vời và khan hiếm nữa. Nên là chúng ta cách con mình đến tận 25 năm, đến tận 40 năm. Và vì thế hãy dạy con bằng tương tác hai chiều chứ không áp đặt. Các anh chị comment cái điều đấy đi ạ, cái điều số 2. Dạy con bằng cái việc mình tương tác hai chiều chứ chúng ta không áp đặt. Bởi vì nếu mà chúng ta áp đặt thì chúng ta không hiểu được con đang nghĩ gì, con đang có sự lựa chọn gì, con đang có cái cảm xúc gì về cái thứ đấy. Nên đấy là cái điều rất quan trọng, các anh chị, cực kỳ quan trọng luôn. Ngày xưa với mình là đúng nhưng mà bây giờ nó đúng nữa đâu.
ngày xưa mình chỉ có cái mình chỉ nhìn quanh làng, quanh xã và mình thấy rằng công việc là kế toán này, công việc là bác sĩ này, công việc là giáo viên này, công việc là kỹ sư cầu đường này, xây dựng đúng không, kiến trúc. Ngày đó mình đâu có công việc về marketing, chạy quảng cáo hay là thiết kế content, mình đâu có những cái thứ đấy đâu. Nên là bây giờ có rất nhiều thứ mới được tạo ra và có rất nhiều thứ cũ đã biến mất rồi, đã lạc hậu rồi, không còn phù hợp nữa. Nên hãy để cho con tự tìm hiểu, tự khám phá và sau đó lắng nghe con để con có sự phản hồi lại với chúng ta. Và như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều và khoảng cách giữa cha mẹ với con cái thì được thu hẹp lại, chứ không có bị xa cách các anh chị. Nên là dạy con bằng tương tác hai chiều. Ta gửi thông điệp cho con và ta cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe thông điệp của con, lắng nghe cái mong muốn của con, lắng nghe cái sự lựa chọn của con và không có áp đặt con, không áp đặt con các anh chị. Đấy là cái điều thứ hai, là cái lý do thứ hai mà mối quan hệ của cha mẹ và con cái ngày càng xa cách. Cái lý do thứ ba mà con cái càng ngày càng xa cách với bố mẹ, càng ngày càng con càng không muốn chia sẻ với mình, càng ngày con càng không muốn nói với mình, đó là những cha mẹ mà kiểm soát con quá mức. Thế thì như thế nào là cha mẹ kiểm soát con quá mức? Cô Lanh đã từng trị liệu cho nhiều học viên, nhiều bạn, cho cả gia đình nhé. Nhưng mà có những học viên là như này, đào ngoại thương, đỗ đào ngoại thương với cái số điểm ưu tú. Học ngoại thương năm thứ nhất rất tuyệt vời, đến năm thứ hai rất tuyệt vời, và đến năm thứ ba thôi buộc không học nữa, chán, bỏ, không học nữa. Và thậm chí còn rơi vào những cái tệ nạn. Thế thì điều gì khiến cho con như vậy? Và khi mà cô lên coaching cho bạn ấy thì bạn nói là con đã đóng vai con ngoan suốt 20 năm. Con đã đóng vai con ngoan suốt 20 năm mà bố mẹ con thì lúc nào cũng tự hào về con. Và chính cái điều đấy nó làm cho con lúc nào cũng phải gồng mình, chưa một phút giây nào con được sống là chính con. Con cứ chỉ biết học, 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 và học để hài lòng cha, hài lòng mẹ. Và đến lúc đấy thì con không thể chịu được áp lực đấy nữa, thì bạn ấy bùng rồi. Và bạn ấy phản hồi bằng cách là bỏ bê, phản hồi bằng cách là nổi loạn đấy, mình gọi là như vậy. Thế còn trường hợp thứ hai như là của Thiên Ân ở trong Sài Gòn thì bạn ấy cũng đóng vai ngoan suốt 15-17 năm, cũng là học sinh rất ưu tú, học ở những cái trường tốt ở trong Sài Gòn. Nhưng mà đến một thời điểm con bắt đầu buông, nhưng mà không có chống đối lại cha mẹ, mà cứ thu mình dần và đi vào trạng thái trầm cảm. Và trầm cảm thì bố mẹ cũng chỉ biết là con bị trầm cảm thôi và đưa đi trị liệu thôi, chứ đâu có biết rằng nguyên nhân là do con bị áp lực từ cha mẹ đâu. Và con cũng thử nói với cha mẹ một vài lần, nhưng mà cha mẹ thì coi như là không để ý. Và rồi bạn ấy cứ thu mình lại. Và sau khi điều trị trầm cảm 2 năm không có thuyên giảm nhiều, thì mẹ mới học trí tuệ của Minh Chí Thành, học trí tuệ của cô Lanh, và mẹ mới nhận ra con đường là đây. Và rồi mẹ tạm thời xin nghỉ việc và đưa con ra miền Bắc, ra Minh Chí Thành thuê nhà 6 tháng ở gần Minh Chí Thành để mà giúp con trị liệu trầm cảm của con. Và sau đó thì bạn ấy đã sống lại cái con người tuyệt vời của bạn ấy, và bạn ấy đã quay trở về trường học, và đến bây giờ thì rất là hạnh phúc các anh chị. Và hai mẹ con cùng nhau chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Nên ý, nếu mà cha mẹ dạy con bằng cách kiểm soát con quá mức, và rồi bạn có thể tự hào khi con học cấp 1, cấp 2 rằng con mình ngoan lắm, con mình giỏi lắm, nghe lời mình lắm, nhưng mà bạn không hề lắng nghe cảm xúc của con, bạn không hề lắng nghe suy nghĩ của con, thì bạn không biết rằng con bạn đang bị kìm kẹp khủng khiếp như thế nào đâu. Còn một trường hợp nữa
là tôi vẫn đang làm, Học viện Minh Chí Thành cũng đang làm, và bước đầu tiên cũng đã có cái sự chuyển hóa. Đó là con học một cái trường chuyên rất là hàng đầu của Hà Nội. Và cha mẹ cũng tự hào về con lắm. Bởi vì con giỏi mà, rất giỏi, học trường chuyên hàng đầu Hà Nội. Các anh chị, khi mà bạn ấy đến với tôi, bạn ấy vẫn đang học được nhé, các anh chị nhé, vẫn đang học được, vẫn đang theo được. Nhưng chỉ là ngày xưa thì top đầu, nhưng mà bây giờ thì là top giữa. Và bạn nói là suốt năm nay con chỉ muốn có cảm giác muốn, và ngày nào con cũng hút 2 bao thuốc lá. Con gái, các anh chị, con gái đấy nhé, ngày nào con cũng hút 2 bao thuốc lá. Con đã lâu lắm rồi không sống là chính con. Con không muốn hút đâu. Thế nhưng mà những cái lúc mà con bị đau cảm xúc và con không kiểm soát được mình, con chỉ nghĩ đến cái thì con lấy thuốc lá ra con hút. Và đó là lý do mà con cảm thấy rất thoải mái khi con hút thuốc lá. Thì tôi nói là ổn thôi con, mình sẽ từng bước để mà lấy lại cái cảm xúc của mình. Và lúc đấy thì người mẹ mới tỉnh ngộ ra. Cái lúc mà con mình rơi vào cái trạng thái như vậy ấy, mới tỉnh ngộ ra là đúng là bao nhiêu năm nay là học vì thành tích, học vì cha, vì mẹ, chứ không phải là con thích cái điều đấy. Nên dạy con bằng cách kiểm soát quá mức mà không để ý đến cảm xúc của con rất nguy hiểm, các anh chị, cực kỳ nguy hiểm luôn. Con cũng đang, mình gọi là đang cố gắng, cố gắng để học vì bố mẹ. Đấy là điều thứ 3. Các anh chị comment đi ạ, là kiểm soát con quá mức. Mình comment, hãy comment đi các anh chị. Đúng rồi, bởi vì các anh chị phải comment thì nó mới biến thành trí tuệ bên trong các anh chị. Các anh chị phải comment nó mới biến thành tri thức bên trong các anh chị. Các anh chị phải comment nó mới biến thành cái nguồn lực bên trong các anh chị. Để khi nào, khi mà các anh chị cần dùng thì nó hiển lộ ra. Còn các anh chị nghe cô Lanh rất là sướng tai, nhưng nó không có giải quyết nhiều, mà mình phải comment để nó biến thành của mình. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.